Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng đến với cụm sân bãi Lê Hồng thuộc khu vực sông Đậu Phú Thọ để cùng theo dõi trận đấu giao hữu sân bãi ở trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Hưng Thịnh TNN và Đông Nam FC. Và để tiện cho tất cả quý vị và các bạn theo dõi thì chúng tôi cũng xin giới thiệu thành phần thi đấu cũng như là màu áo của hai câu lạc bộ ngày hôm nay như sau. Các cầu thủ Hưng Thịnh TNN họ vẫn ra sân trong bộ trang phục quen thuộc, đó là áo đỏ trắng xanh. Và những điểm đầu tiên của các cầu thủ bên phía Đông Nam FC, đường chuyền ngang hơi lỗi của các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Chúng tôi cũng xin tiếp tục giới thiệu thành phần của các cầu thủ hai bên. Hưng Thịnh TNN họ có số 19, đó là đội trưởng Nhật Seva, thủ thành mang áo số 27 Thiện Eker, thủ thành mang áo số 1 đó là Tâm Ba Thết. Các cầu thủ số 3 Diễn BB, số 4 Phúc Bò, số 5 Khoa Múp, số 6 Can Marcelo, số 7 Tùng Bét, số 8 Huỳnh Cát Ly, số 9 Quân Cát Lót, số 10 Phú Miêu Ra, số 11 Thịnh Eva, số 15 Tiến Đa Mót, số 17 Duy Đi Bà La, số 18 Linh Khê, số 20 Tuyển Hà Gia và số 88 đó là Tuấn Messi. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ Hưng Thịnh TNN họ sẽ bảo vệ khung thành bên trái mảnh nhỏ của tất cả quý vị và các bạn. Trong khi đó thì các cầu thủ Đông Nam FC họ ra sân trong bộ trang phục áo vàng quần đen. Đội hình của Đông Nam họ có thủ thành mang áo số 12 đó là Thanh Tuấn, số 4 Phong Bụi, số 15 Tùng Đen, số 16 Vũ Inox, số 5 Anh Hầu, số 25 Anh Kiệt, số 14 Sang Gầu.
số 10 Phú Tài, số 28 Danh Rào, số 19 Tuấn Ba Đề, số 18 Vinh Thịt Heo, số 8 đó là Ba Duy, số 13 Tài FPT và số 7 đó là Đắc Lợi. Hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ Đông Nam họ sẽ bảo vệ khung thành bên phải màn nhỏ của tất cả quý vị và các bạn. Và trận đấu hiện tại đang được chúng tôi live stream phát sóng trực tiếp tại fanpage bóng đá Phú Miền Tây. Tất cả quý vị và các bạn chúng ta có thể vào fanpage bóng đá Phú Miền Tây cũng như là theo dõi trận đấu và video highlight bàn thắng của trận đấu này. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là ông Trương Quốc Dũng. Trang Cao chưa có được nhiều khoảng trống dành cho các cầu thủ áo vàng, mặc dù trước đó thì họ đã có được một cơ hội rất khéo léo. Đường truyền là khá hay, cơ hội dành cho Phong Bụi. Đường truyền đến vị trí cột 2 dành cho số 5 bên phía Đông Nam FC đó là Anh Hầu. Đường chuyền ngang là của Duy Dibela. Vẫn còn. Thế trận đang rất cân bằng ở trong những phút đầu tiên của trận đấu. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận đấu này, nếu như đường truyền đủ mạnh, chúng ta có thể chuyển sang chế độ Full HD bằng cách ấn vào nút cài đặt hoặc dấu 3 chấm để có thể chuyển sang Full HD xem cho rõ nét trận đấu ngày hôm nay. Có khoảng trống dành cho anh Kiệt và xử lý là của anh Hầu. Vẫn là anh Hầu, đường chuyền ngang chưa thể có được những pha dứt điểm của các cầu thủ Nam Nam FC. Trên màn nhỏ của tất cả quý vị chúng ta cũng đã thấy được tướng body đồng hồ cắt của chủ tịch Vinh Thịt Heo bên phía Đông Nam FC. Đúng là ảnh hưởng quá lớn của dịch Covid-19 thì hầu như rất nhiều anh em đã bị tăng cân. Riêng thì Sang Gao của Đông Nam vẫn ốm như thường. Không được, hàng phòng ngự của các cầu thủ Hưng Thịnh TNN họ vẫn đang chơi tốt. Lúc này thì Hưng Thịnh TNN họ đang cắm một mình tiền đạo chủ lực, đó là tiền đạo đội trưởng Nhật Seba ở trên hàng công. Các cầu thủ vẫn đang chơi rất chậm rãi. Trong khoảng thời gian nghỉ tránh dịch Covid-19 khá dài thì sau khi trở lại, các thủ Đông Nam họ cũng đã có được một huấn luyện viên mới, đó là Vũ Thầy Giáo. Đường chuyền ngang của Phong Bụi, cơ hội pha đỡ bước một là quá thiếu cảm giác. Tình huống trở lại dành cho các cầu thủ áo vàng. Anh Hầu và chè chắn rất hay của các cầu thủ áo đỏ. Và đây là đường chuyền, quá đáng tiếc bóng chưa đến được vị trí của đội trưởng Nhật Seba. Bóng lại về chân của các cầu thủ áo vàng. Tùng Đà Lima và chơi bóng hay, và tỷ số được mở dành cho các cầu thủ Đông Nam FC. Và làm bàn đó là của anh Hầu. Và đánh đầu cẩn thận của anh Hầu sau đường truyền kiến tạo là của Tùng Đen Đà Lima. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng này. Bóng vượt qua khỏi tầm với của hậu vệ mang áo số 7 bên phía Hưng Thịnh TNN, đó là Tùng Bét. Và đó là một tình huống đánh đầu cẩn thận chính xác của anh Hầu. Tỷ số được mở dành cho Đông Nam. Tùng Bét và áp sát rất nhanh, Sang Gao rất khéo léo. Anh Hầu tiếp tục là một pha dứt điểm ở góc gần và áp sát và dứt điểm bồi của Sang Gao, nhưng bóng đã đi hơi thiếu chính xác. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha xử lý rất khéo của anh Hầu. Cục dọc đã từ chối bàn thắng của các cầu thủ Đông Nam. Và đánh đầu trả bóng về. Đường áp sát là của đội trưởng Nhật Seba. Đây là lần đầu tiên mà hai đội bóng đối đầu với nhau. Và lúc này thì Đông Nam họ đang có được lợi thế dẫn bàn. Khoảng cách một bàn thắng cũng là cực kỳ mong manh. Đây là cơ hội dành cho Nhật Seba. Không được. Vẫn còn cơ hội dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN.
và cắt bóng kịp thời đó đến từ vị trí của Danh Rào. Đã có những sự chệch chọt trong khâu phòng ngự của Đông Nam. Duy Đi Bella và càng ngang. Và sau khá nhiều tình huống lập bập thì thủ thành của Đông Nam mới có thể ôm gọn bóng. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha thoát xuống và dứt điểm trước đó của số 18 bên phía Hưng Thịnh TNN. Đó là của tình huống dứt điểm của Linh Khay. Cụm đen. Đây là anh Kiệt. Xin kính chào tất cả những khán giả đang theo dõi trận đấu này qua sóng live stream. Các bạn theo dõi thì có thể dành ra vài giây để có thể chia sẻ đường link của trận đấu, để có thể mang một trận đấu khá hay dành cho tất cả những người anh em khác. Tùng Đen. Đây là anh Kiệt. Tình huống 3-3. Quyết định dứt điểm ngay và tỷ số là 2-0 dành cho các cầu thủ Đông Nam FC. Và dứt điểm pha đặt lòng bằng chân trái có thể nói là rất gọn gàng của anh Kiệt đưa bóng về phía góc gần. Tại cùng theo dõi lại và đẩy bóng từ vị trí giữa sân và một pha dứt điểm không thể cản phá. 2-0 dành cho Đông Nam FC. Và đây mới chỉ là phút thứ 10 của hiệp 1. Mãi mê dâng cầu để tìm kiếm bàn thắng sang bằng tỷ số. Bây giờ thì các cầu thủ Hưng Thịnh TNN họ tiếp tục phải nhận một bàn thua. Đường truyền đó là của số 17 Duy Di Bala. Cầm được rồi. Đường truyền của các cầu thủ đỏ một lần nữa lại bị bắt bài. Lúc này thì phòng bùi đã lùi về khá sâu để hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Sang Gao đang được đẩy cao lên sau khi Tùng Đen có mặt trong đội hình của Đông Nam. Nhật Seva. Vẫn là những tình huống xử lý bóng khá đơn độc của đội trưởng bên phía Hưng Thịnh TNN. Sang Gao. Rất hợp lý, anh Hào. Khoảng trống. Quyết định dứt điểm ngay. Nhưng chưa thể đánh bại được thủ thành của Hưng Thịnh TNN trong pha dứt điểm của số 5, anh Hào. Anh Kiệt. Ông Bùi. Đội hình của các cầu thủ Hưng Thịnh TNN họ đang có phần lùi sâu. Và trèo bóng là khá khó chịu. Tình huống rất nguy hiểm, bóng đã đi trên công dọc. Bóng rất nguy hiểm dành cho các cầu thủ Đông Nam. Và trèo bóng đó là của Tùng Đen Delima. Phạt bóng không thật sự được tốt của thủ thành bên phía Hưng Thịnh TNN. Rất khéo léo. Pha xoay trở hay của anh Kiệt đường chuyền. Vẫn còn không được. Hơi đáng tiếc dành cho anh Hào trong pha xoay trở. Số 5 của Đông Nam đã không thể vượt qua được tình huống tranh chấp tay đôi với trung vệ của đối phương. Rất hợp lý nhưng bóng vẫn chưa đến được vị trí. Đây là Nhật Sipa. Đường chuyền rất nỗ lực. Di Di Bala. Chưa thể có được một pha dứt điểm thành công. Điều cần nhất của các cầu thủ Hưng Thịnh TNN lúc này đó là tinh thần. Họ đã bị thủng lưới hai bàn chóng vánh và lúc này thì chắc chắn là họ cần phải có được một tinh thần tốt để có thể tiếp tục đưa ra những pha triển khai bóng và tấn công để tìm kiếm những bàn thắng ở trong khoảng thời gian tiếp theo của trận đấu này. Bây giờ thì quả ném biên nó sẽ dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Sang Gào không được. Vẫn đang là các cầu thủ.
bóng đi vọt xa sau tình huống ra chân của một cầu thủ áo vàng, có vẻ đó vẫn là anh Hào. Trước đó thì các cầu thủ Hưng Thịnh TNN họ đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số sau nỗ lực áp sát và dứt điểm của một cầu thủ áo đỏ. Bây giờ thì khoảng cách chỉ còn lại là một bàn và thời gian nó vẫn còn dành cho thời gian nó vẫn còn rất nhiều dành cho các cầu thủ áo đỏ. Các bóng của các cầu thủ Đông Nam, các cầu thủ áo đỏ họ đang chủ động với lối đá pressing của mình. Các cầu thủ Hưng Thịnh TNN họ đang rất hưng phấn sau khi họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Nhật Seva rất hợp lý, pha thoát xuống của số 18 vẫn còn, nụ xử lý khá tốt của Linh Khay. Nhưng hơi đáng tiếc Linh Khay không có được vị trí tốt và đường truyền cũng là hơi mạnh để cho số 18 của Hưng Thịnh TNN có thể có được một pha dứt điểm tốt. Ông Bụi, anh Kiệt, Danh Rào, tập được. Ông vẫn tiếp tục trong cuộc, rất khéo léo. Ném biên vẫn dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Hợp lý và đi bóng vào dứt điểm ngay, bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ Đông Nam. Và ra chân đó là của anh Kiệt. Lại là một tình huống solo nữa của các cầu thủ áo vàng và phải dứt điểm quá khó dành cho thủ thành bên phía Hưng Thịnh TNN. Lúc này có một sự điều chỉnh bên phía các cầu thủ Đông Nam. Sau bàn thắng vừa rồi thì ban huấn luyện của Đông Nam họ đã có một sự điều chỉnh ở vị trí hậu vệ biên. Vẫn còn, pha thoát xuống rất nguy hiểm. Quả đá phạt góc sẽ dành cho các cầu thủ Đông Nam FC. Chủ 16 Vũ Inox của Đông Nam vừa được tung vào sân và cầu thủ này sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Và đánh đầu, đúng đánh đầu là của Sang Gao, bóng đã đi hơi thiếu chính xác. Ông Bụi, bóng lại về chân của các cầu thủ Đông Nam FC. Anh Kiệt, Tùng Đen, Sang Gao, được chuyển ngang rất chống chạy. Phong Bụi, Phong Bụi, tỷ số là 4-1 dành cho các cầu thủ Đông Nam. Và phối hợp như đá tập của các cầu thủ Đông Nam. Hàng phòng ngự của các cầu thủ Hưng Thịnh TNN một lần nữa lại bị đánh bại trong pha bóng vừa rồi. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ đó.
này thì đội trưởng Yuseva sẽ tạm thời rời sân để nhường lại cho Thịnh Evra. Lúc này thì Linh Khay cũng như là Duy Dibala sẽ được đẩy cao lên. Các cầu thủ áo đỏ có vẻ như họ sẽ chơi với hai tiền đạo. Lại là đường chuyền lỗi. Tùng Đen sang Gao. Ông Bụi. Vũ Inok sang Gao. Vũ Inok. Các cầu thủ Đông Nam họ vẫn đang chơi cực kỳ chủ động. Khoảng cách 3 bàn là cực kỳ an toàn cho đến thời điểm này. Sang Gao. Vũ Inok. Vậy không phải là Vũ Inok, có vẻ đây là Phú Tài. Đường dứt điểm là của Sang Gao. Chưa thể đánh bại được thủ thành Tambathet của Hưng Thịnh TNN. Yudibela không được. Và trả bóng có phần hơi vội của Thịnh Evra. Ông Bụi. Bóng về chân của các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Không có được khoảng trống. Bóng đã trôi hết đường biên ngang. Thế trận như thế này thì ban huấn luyện của Đông Nam C hoàn toàn có lý do để thể tung Vinh Thể Theo vào sân. Theo một số thông tin mà truyền thông của tôi nắm được thì ở trong hơn một tuần vừa qua thì anh ta liên tục có những video clip. Và liệu ở trận đấu này thì anh sẽ có thể nổ súng hay không? Khi phía trước ống kính của bóng đá phố miền Tây thì anh luôn là người gặp áp lực. Trong khoảng hơn một năm đồng hành cùng Đông Nam FC thì chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào mà Vinh Thể Theo ghi bàn trong những trận livestream của bóng đá phố miền Tây. Và có vẻ như ở trận đấu này thì lịch sử cũng sẽ vẫn tiếp diễn và không có gì thay đổi. Vẫn là những pha áp sát liên tục của các cầu thủ đó. Phú Tài. Và xử lý bóng an toàn của đội trưởng Tùng Bét. Chiếc băng đội trưởng của Hưng Thịnh TNN đã được giao lại cho Tùng Bét sau khi Nhật Seva rời sân. Sang Gao. Trọng tài xác định có lỗi của các cầu thủ đỏ. Một quả đá phạt nó sẽ dành cho Đông Nam FC. Tỷ số lúc này vẫn đang tạm thời là 4-1 nghiêng về các cầu thủ vàng. Rất khéo anh Kiệt. Đường truyền đã bị bắt bay. Vũ Inok. Vũ Tài. Trang Gao. Và làm tường khá hay. Vũ Tài. Không được. Trọng tài xác định không có lỗi. Đó là một tình huống tranh chấp bóng 5 năm. Vẫn còn cơ hội. Phải dứt điểm khá hay nhưng chưa thể đánh bại được thủ thành Thanh Thuấn của Đông Nam FC. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ vàng. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bóng này. Quá đáng tiếc phải bắt vô lề ở cự ly khá gần. Nhưng vẫn chưa đủ độ khó để có thể đánh bại được thủ thành của Đông Nam. Pha thoát xuống nữa. Qua mất. Tùng Bét.
Phong vẫn tiếp tục nhưng trọng tài đã cắt còi. Trọng tài thổi phạt lỗi của Linh Kỳ. Vũ Inox có vẻ như các cầu thủ Đông Nam đang muốn tăng độ khó cho game trong những pha xử lý của mình. Vẫn còn đường truyền vẫn chưa đến được vị trí của đồng đội. Pha xử lý nỗ lực của Duy Dibala vẫn đang là các cầu thủ đó cầm được. Pha xử lý hơi chần chừ. Tùng Bét bóng đi hơi cao so với khung thành của thủ môn áo số 12, đó là Thanh Tuấn bên phía Đông Nam FC. Công Bụi Trang Gầu. Anh Kiệt pha đẩy bóng là của anh Kiệt. Quyết định chiến điểm, tỷ số là 5-1 dành cho các cầu thủ Đông Nam FC. Lại là số 25. Như vậy là đúng theo những gì mà chúng tôi đồn đoán thì bây giờ Vinh Thành Theo đã được tung vào sân. Khoảng cách bây giờ đã là 4 bàn dành cho các cầu thủ Đông Nam. Và các cầu thủ Hưng Thịnh TNN họ cần phải chơi tập trung và chắc chiêu thêm những cơ hội nữa. Tùng Bét không được. Và thu hồi bóng là của Tùng Đen. Phong Bụi đánh đầu, bóng đi chệch cầu dọc. Và chỉ điểm có vẻ như là của Phú Tài. Và các bóng chủ động của Sang Gao. Phú Tài rất hay. Sang Gao các cầu thủ áo vàng lúc này họ cần phải đổ dùng và nhồi bóng nhiều hơn cho vị trí của số 18. Ông Bét vẫn còn. Đây là số 8 Win Kelly. Rất hợp lý, một đường cho khe rất hay của Win Kelly. Quá đáng tiếc, pha xử lý không tốt của các cầu thủ đó khiến cơ hội của họ đã bị trôi qua. Đường truyền rất khéo của Xuân Vinh. Vinh Kết Lây. Số 8 của Hưng Thịnh TNN vào sân. Thì lúc này thế trận nó đang có phần tốt hơn. Phải dứt điểm nỗ lực của Quỳnh Kết Lây nhưng bóng đã đi vào xa. Trang Gao sẽ rời sân và người trở lại đội hình đó là anh Hầu. Phong Bụi Tùng Đen. Và chạm bóng là của số 14 Thịnh Eva. Phong Bụi. Vẫn là những tình huống áp sát không biết mệt mỏi của các cầu thủ Hưng Thịnh TNN.
nhưng họ cần phải chú trọng nhiều hơn khâu phòng ngự, bởi lúc này thì các bàn thắng của Đông Nam là khá nhiều đến từ những pha bóng mà đội bóng này có những tình huống phản công nhanh. Trung Vinh phòng bụi và cá ngang, đường truyền sai địa chỉ và không có cầu thủ nào có thể theo kịp được đường truyền. Quả phạt bóng lên sẽ dành, xin lỗi, quả ném biên sẽ dành cho các cầu thủ áo đỏ Hưng Thịnh TNN. Tùng Bét Huỳnh Kết Lê, và trẻ trắng rất hay của Huỳnh Kết Lê, ném biên dành cho các cầu thủ Đông Nam FC. Cũng vừa rồi đã trôi hết đường biên ngang. Quả phát bóng sẽ dành cho thủ thành Thanh Tuấn của Đông Nam FC. Không được, quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Và đã có được những cơ hội để dứt điểm, vẫn còn không được. Huỳnh Cát Lây chưa có được một pha đá chân. Và đây là tình huống phản công. Vũ Tài và cá ngang. Xuân Vinh vẫn là Vinh Tạ, không vào. Quá đáng tiếc dành cho pha xử lý vừa rồi của Xuân Vinh. Bóng đã dội sang ngang, chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha bứt tốc như một chiếc Lamborghini của Xuân Vinh. Chút chút nữa thì đã có video clip rồi. Và đánh đầu của Tùng Đen, bóng đi vọt xa. Các cầu thủ áo đỏ họ cần phải chắc chiêu hơn nữa những cơ hội mà mình tạo ra. Khoảng cách đang là 4 bàn, và họ cần phải có được thêm nhiều pha dứt điểm nữa. Phú Tài cầm được. Cầm được. Vẫn còn. Yudibala. Bình Kết Lê. Đường chuyển lỗi của số 8. Bóng trở lại chân của các cầu thủ áo vàng. Và thu hồi bóng tốt đến từ vị trí của Huỳnh Kết Lê. Không được, nên có một tình huống đập nhả với Huỳnh Kết Lê thì sẽ hợp lý hơn trong pha bóng vừa rồi. Tùng Bét, đường chuyền dài của Tùng Bét, bóng trôi hết đường biên dọc. Bên phía các cầu thủ vàng họ tiếp tục có thêm sự thay đổi người. Vũ Inox sẽ rời sân, và một cầu thủ khác sẽ được tung vào sân, đó là Tuấn Ba Đề. Quân Cát Lót. Đây là pha xử lý của Phúc Bò. Đường chuyền hơi mạnh của số 4 bên phía Hưng Thịnh TNN. Anh Tuấn. Và áp sát rất nhanh. Đội xử lý nỗ lực có vẻ như là của số 8 Huỳnh Cát Lê. Được, đường truyền vẫn chưa đến được vị trí của Xuân Vinh, là thế dành cho các cầu thủ áo đỏ. Huỳnh Cát Lê, và trẻ trắng rất khéo của Huỳnh Cát Lê.
Tấn công đường truyền dành cho Xuân Vinh, không được rồi. Thủ thành của Hưng Thịnh TNN đã lao ra rất kịp thời. Truyền trái banh như thế làm sao mà có sức đá chính được. Nên nhớ những đường bóng hướng đến vị trí của số 18 thì phải luôn chính xác. Áp lực đang đè nặng trên đôi chân cũng như là chiếc bụng tròn của Xuân Vinh. Không được, bóng trôi hết đường biên ngang. Đó là pha xử lý của tài FPT. Có lỗi rồi. Lúc này thì cặp tiền đạo của Đông Nam FC đang đúng với cái nghĩa đen là cặp tiền đạo năng ký. Tại FPT và Xuân Vinh. Và xử lý là của Tuấn Ba Đê. Cơ hội tiếp tục dành cho các cầu thủ áo đỏ. Xuân Vinh, đường truyền rất hay của Xuân Vinh. Tại FPT và cắt ngang. Đó là một tình huống hóa giải, pha nguy hiểm dành cho hàng thủ của đối phương. Thời gian của hiệp 1 cũng không còn nhiều và tỷ số lúc này vẫn đang tạm thời là 5-1 nghiêng về các cầu thủ Đông Nam FC. Vidibala. Xuân Vinh không được. Không sao, lâu lâu cũng bị lỗi một chút chứ. Cầu thủ chuyên nghiệp đôi khi chuyền bóng còn bị lỗi, huống chi Xuân Vinh. Quần cắt lót và áp sát của Xuân Vinh. Ném biên dành cho các cầu thủ áo vàng. Xuân Vinh vẫn còn làm được. Và đá phạt góc nó sẽ dành cho các cầu thủ Đông Nam FC. Xuân Vinh. Vidibala. Không vượt qua được Tùng Đen. Và chiếc điểm vẫn là quá hiền của Huỳnh Cát Lê. Xuân Vinh. Vẫn là số 18. Đó là những pha xoay trở rất hay của Xuân Vinh. Xuân Vinh phải chạy trắng rất hay. Không được rồi. Thời còn đỉnh cao phong độ khoảng 10 năm về trước thì tuyến giữa ở những sân bóng như thế này sẽ không thể làm khó được Xuân Vinh. Vidibala. Ông vẫn tiếp tục. Vẫn còn. Không được, phải xử lý chưa thật sự quyết đoán của quân Cát Lót. Và bắt vô lê mua lai má là của số 7 Tùng Bét. Tùng Đen vẫn còn. Tùng Ba Đề. Rào.
Tập được. Bóng vẫn còn. Hai cầu thủ áo vàng đã không hiểu ý nhau. Bóng đã đi ra ngoài, quá đáng tiếc dành cho Danh Rào. Đã qua dứt điểm thì Danh Rào chỉ còn biết cười trừ. Vẫn chưa thể vượt qua được Tùng Đen. Tùng Đen là cầu thủ mà ban huấn luyện của Đông Nam FC ký hợp đồng trước dịch. Bóng đã đi trên công dọc sau tình huống ra chân của các cầu thủ áo đỏ. Lúc này thì trọng tài Trương Quốc Dũng đã đòi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Sau khi kết thúc hiệp 1, các cầu thủ Đông Nam FC họ đang tạm thời dẫn trước các cầu thủ Hưng Thịnh TNN với tỷ số là 5-1. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút và sẽ đến với hiệp 2 của trận đấu này.
Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay. Trận giao hữu giữa hai câu lạc bộ Hưng Thịnh TNN và Đông Nam FC. Hiệp 1 tạm thời khép lại với tỷ số đang là 5-1 nghiêng về các cầu thủ Đông Nam FC. Ở hiệp thi đấu thứ hai này thì chúng ta hãy cùng chờ xem những sự điều chỉnh của các cầu thủ đó, họ sẽ có thể mang về bàn thắng dành cho Hưng Thịnh TNN hay không. Vẫn còn sang gầu và xoay trở không kịp thời, và quả ném biên vẫn sẽ dành cho các cầu thủ đó. Lúc này thì đội trưởng Nhật Seba đang trở lại hàng công của các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Anh Kiệt. Ở hiệp thi đấu thứ hai này thì đứng trong khung gỗ của Đông Nam đang là Trương Buồn Nôn. Lỗi của Danh Trầu, quả đá phạt sẽ dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hưng Thịnh TNN. Khoảng cách là hơi xa nhưng đây cũng sẽ là một cơ hội để cho các cầu thủ đó họ có thể tìm kiếm bàn thắng. Đó là một người phối hợp. Và những điểm rất căng, tỷ số được tạm thời rút ngắn xuống còn 2-5 dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Và những điểm rất quyết đoán. Và đá chân là của số 18, đó là Linh Kay. Và phối hợp rất tốt của các cầu thủ đó. Đường kiến tạo đó là của đội trưởng Nhật Seba. Tiếp tục trở về chân của các cầu thủ bên phía Đông Nam. Quả đá phạt sẽ dành cho các cầu thủ áo vàng. Đen. Và xử lý là của Danh Rau. Tùm đen. Áp sát rất hay của Huỳnh Cát Ly, có thể dứt điểm. Nhật Seba hơi khó dành cho số 19 của Hưng Thịnh TNN. Có vẻ như sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Đã đi ra ngoài mép lưới. Đụng dứt điểm bằng chân trái là của Huỳnh Cát Lê.
Khoảng cách còn lại là 3 bàn. Và thời gian của hiệp 2 vẫn còn rất nhiều dành cho những nỗ lực của các cầu thủ bên phía Hưng Thịnh TNN. Đường truyền đưa bóng trôi hơi sâu. Và đây là cơ hội dành cho Nhật Siva. Và dứt điểm từ xa. Giữa BB. Và xoay trở không thành công. Tùng Đen. Rất khéo léo. Trang Gào. Danh Rào. Không được. Chưa có được cơ hội để dứt điểm. Rất hợp lý. Quyền cách ly. Đội trường vẫn đưa bóng chưa đến được vị trí của Nhật Seba. Khéo léo. Và xử lý là của Ba Di. Được xe ba. Và xoay trở với chiếc điểm ngay. Đó là nỗ lực cứu thua của Trương Ngói. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha xoay trở với chiếc điểm của Nhật Seva. Không được. Chưa có các cầu thủ đỏ kịp thời ập vào để dứt điểm. Vẫn là một quả đá phạt góc nữa dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Các cầu thủ vẫn đang rất nỗ lực, rất hợp lý. Vẫn còn Anh Kiệt. Đủ xử lý ở trang trời sang gào. Khoảng trống có thể dứt điểm. Một pha đỡ bóng và dứt điểm rất cơ bản. Vừa rồi thì bóng đã đi ra ngoài mép lưới. Lúc này thì Tùng Đen vẫn đang chơi rất chắc chắn ở vị trí thấp nhất trong đường của Đông Nam. Quỳnh Kết Lê. Tùng Đen đã nhanh chân hơn. Đường cá ngang là của Tùng Đen. Cũng lại bị chân của các cầu thủ vàng. Tùng Đen. Anh Kiệt. Anh Kiệt đường truyền rất hợp lý. Và phối hợp có thể nói là cực kỳ đẹp mắt của các cầu thủ Đông Nam. Nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng của các cầu thủ vàng. Lại là một pha bóng nữa. Bóng đã dội sang ngang. Tại cùng theo dõi lại tình huống dứt điểm kỹ thuật của các cầu thủ áo vàng. Vẫn còn tỷ số được rút ngắn xuống còn 3 năm dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Và đánh đầu có thể nói là rất chuẩn xác của Nhật Seva. Tỷ số được tạm thời rút ngắn xuống còn 3 năm. Hàng phòng ngự của các cầu thủ áo vàng họ đã chơi thiếu tập trung.
Lúc này thì Xuân Vinh đã trở lại đường của Đông Nam. Xuân Vinh, Quỳnh Đen, Xuân Vinh, không được. Và để mất bóng của Xuân Vinh. Và dứt điểm của Duy Đi Lê. Bây giờ thì đến lượt bóng dội sang ngang. Tình huống dứt điểm của số 17 làm bóng dội vào một cầu thủ hàng phòng ngự đội hướng. Và chút chút nữa thì các cầu thủ Hưng Thịnh TNN họ đã có được bàn thắng thứ tư. Và đá phạt góc sẽ dành cho các cầu thủ áo đỏ. Được. Tiếp tục quả đá phạt góc nữa dành cho Hưng Thịnh TNN. Vẫn còn. Và xử lý khá cơ bản của anh Kiệt. Xử lý là của Phúc Bò. Thật đề ba. Được. Thật đề ba chưa thể vượt qua được Tùng Đen. Tùng Đen. Và cả ngang. Bàn thắng trước đẹp mắt của các cầu thủ Đông Nam FC. 6-3. Và dứt điểm là của anh Hầu. Đường kiến tạo là của Tùng Đen. Bàn thắng có thể nói là hoàn hảo của các cầu thủ Đông Nam. Khoảng cách được thiết lập tiếp tục là 3 bàn dành cho các cầu thủ Đông Nam FC. Chào các khán giả đang theo dõi trận đấu này qua sóng live stream và đang cổ vũ cho các cầu thủ hai đội. Xin chào Bình Lẽ đang cổ vũ cho số 18 bên phía Đông Nam. Xin chào Văn Hiện. Xin chào Phát Củi, Tuyền Lê, Lá Phong Nhĩ và Trần Sự đang cổ vũ cho các cầu thủ hai đội. Một tình huống có thể nói là rất nguy hiểm nhưng vừa rồi thì Tùng Đen đã dứt điểm đưa bóng đi trên công dọc. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại pha ra chân của Tùng Đen. Trang Gào vẫn còn. Bóng vẫn tiếp tục trong cuộc. Trọng tài đã cắt còi. Quả đá phạt nhanh dành cho các cầu thủ đó. Rất hợp lý. Đường truyền là của Phúc Bò. Chưa thể có được pha dứt điểm. Hay. Trọng tài xác định không có lỗi của các cầu thủ áo vàng. Quả phát bóng lên dành cho thủ thành Trương Ói.
Pha xử lý là của Khoa Múp. Anh Kiệt không được. Pha trượt chân của số 25. Sang Gao. Một pha chạm chân rất khó chịu của cầu thủ bên phía Hưng Thịnh TNN. Và suýt chút nữa thì đã có bàn thắng thứ tư dành cho các cầu thủ đó. Pha chạm chân có vẻ như là của số 5 Khoa Búp. Và đá phạt góc sẽ dành cho các cầu thủ áo đỏ. Bóng vẫn còn. Úc bò. Và đây bóng là của số 5. Đó là Khoa Múp. Bóng bây giờ đã về chân của các cầu thủ áo vàng. Pha Tripela rất kỹ thuật của Tùng Đen, nhưng bóng đã trôi hơi sâu và chưa đến được vị trí của Xuân Vinh. Chúng tôi đã nhắc nhở trước đó rồi, các cầu thủ có những đường bóng hướng đến vị trí của Xuân Vinh nên là những đường chuyền chính xác hơn nữa. Xuân Vinh. Xuân Vinh. Để mặt bóng khá nguy hiểm. Không có gì khó khăn dành cho Trương Ngói. Đây là Sang Gầu. Sang Gầu. Ông Bụi. Vẫn còn. Cuối cùng thì bóng cũng nằm gọn trong tay của Thâm Ba Thét. Nhật Sê Ba. Nhật Sê Ba. Nhật Sê Ba. Bóng đã đi trên công dọc. Pha xoay đi. Pha xoay trở về dứt điểm rất nỗ lực của Nhật Sê Ba. Quá đáng tiếc. Và dứt điểm lại đưa bóng đi trên công dọc. Trái bóng chưa đến được vị trí của Tùng Đen. Tỷ số trận đấu lúc này vẫn đang tạm thời là 6-3 nghiêng về các cầu thủ Đông Nam FC. Lúc này thì cũng có rất nhiều các cổ động viên đang cổ vũ cho các cầu thủ hai đội trên sóng livestream của chúng tôi. Khán giả Tuyền Lê đang cổ vũ cho Hưng Thịnh TNN và khán giả Gia Hân đang cổ vũ cho Đông Nam FC. Rất hợp lý. Sang Gao. Sang Gao. Và bây giờ thì Xuân Vinh đã có được bàn thắng ở trận đấu này. Một màn phá dớp của số 18. Đừng thở, đừng thở, đừng thở. Đang ăn mừng. Camera vẫn đang hướng về vị trí của Xuân Vinh. Đường Kiến Tàu đưa bóng về vị trí cột 2 của Sang Gao. Xuân Vinh cũng đã có mặt rất đúng lúc. 7-3 dành cho các cầu thủ Đông Nam FC. Người có tình huống chạm bóng cuối cùng đó là Linh Kay. Ném biên sẽ dành cho các cầu thủ áo vàng.
có gì khó khăn dành cho Trường Ngói. Không được. Và chạm bóng là của càng Marcelo. Không được, bóng trôi quá sâu. Tabathet đã lao ra rất kịp thời. Đường chéo khe, Nhật Sê Ba qua đang tuyệt. Và xoay trở không thành công của đội trưởng bên phía Hưng Thịnh TNN. Cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của Nhật Sê Ba. Đội trưởng của Hưng Thịnh TNN cũng đã có một hành động rất fair play. Anh Kiệt. Sang Gao. Cơ hội. Và dứt điểm chính xác của số 5 đó là anh Hầu. 8-3 dành cho các thủ Đông Nam FC. Như vậy là Tuấn 3D. Và tại FPT sẽ tiếp tục trở lại đội hình của các cầu thủ Đông Nam FC. Tiếp tục vẫn là tình huống tấn công của các cầu thủ áo vàng tại FPT. Cầm được. Phạt bóng lên dành cho Hưng Thịnh TNN. Không bụi. Cầm được. Đường truyền không vượt qua được Tùng Bét. Đường truyền vừa rồi đó là của Farm Up. Tùng Bét. Nhật Seva rời sang và chiếc băng đội trưởng vẫn tiếp tục trả lại vị trí của Tùng Bét. Farm Up. Và xử lý hơi vội vàng. Còn bụi. Được. Và xử lý không thành công của Tuấn Ba Đề. Và trả trắng rất hay của Tùng Bét. Quá đáng tiếc là cơ hội là bị trôi qua tại FPT. Cầm được rồi. Vẫn là những tình huống xử lý tốt của đội trưởng bên phía Hưng Thịnh TNN. Con. Trọng tài xác định có lỗi để bóng chạm tay của số 17 Linh tên là Duy Dybala. Đúng 3D. FPT. Và bóng lập bập của thủ thành bên phía Hưng Thịnh TNN. Và mất. Dybala. Đường chuyền ngang hơi nhẹ. Ui nóc. Không được. Quá khó dành cho tại FPT.
Lúc này thì Quỳnh Cát Ly tiếp tục trở lại đội hình của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hưng Thịnh TNN. Bụi các cầu thủ Đông Nam họ vẫn đang thi đấu cực kỳ chủ động, khoảng cách lúc này đang là lợi thế 5 bàn thắng dành cho các cầu thủ vàng. Và căng ngang bóng vẫn chưa đến được vị trí của tại FPT. Mức Quỳnh Cát Ly, bóng đã đi lên trời, quá đáng tiếc dành cho số 8 của Hưng Thịnh TNN. Đường chuyền rất hay của Khoa Mấp. Vẫn còn Vũ Inox Tuấn Ba Đê, và càng ngang là quá nhẹ của Tuấn Ba Đê. Phạt góc sẽ dành cho các cầu thủ Đông Nam FC. Đây sẽ là đất diễn dành cho những cầu thủ thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị của Đông Nam. Và chúng ta hãy cùng chờ xem màn trình diễn của họ. Khoa Mấp, Khoa Mấp tại đã cắt coi, quả đá phạt dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Tùng Bét đang là người đứng trước quả đá phạt, một quả điểm thắng. Vẫn còn tỷ số được tạm thời được ngắn xuống còn 4-8 dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Đó là pha làm bàn của Cang Marcelo. Tình huống có mặt rất đúng lúc của Cang Marcelo. Khoảng cách còn lại là 4 bàn. Cơ hội vẫn tiếp tục dành cho các cầu thủ đó. Quá đáng tiếc, cơ hội đã bị trôi qua. Các cầu thủ Hưng Thịnh TNN họ cần phải chơi tập trung hơn. Trọng tài đã cắt còi, chúng ta hãy cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Có vẻ đã có lỗi để bóng chạm tay của một cầu thủ áo vàng, và một quả penalty sẽ dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Lỗi để bóng chạm tay của Tuấn Ba Đê, Trường Ói và đội trưởng Tùng Bét. Và dứt điểm, vẫn có bàn thắng dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Và dứt điểm đầu tiên của Tùng Bét không thể đánh bại được Trường Ói. Nhưng đúng là Trường Ói, bóng ói ra từ phía thủ thành của Đông Nam. Và Tùng Bét đã có mặt rất đúng lúc để tung ra pha dứt điểm bồi, mang về bàn thắng thứ 5 dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Trang Gao, bóng đi chết công dọc, phạt góc dành cho các cầu thủ Đông Nam. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại bàn thắng thứ 5 của các cầu thủ Hưng Thịnh TNN.
Chúng ta yêu cầu các cầu thủ Đông Nam thực hiện lại quả đá phạt góc của mình. Tạm úp Đăng Marcelo. Điều truyền vẫn là hơi mạnh một chút. Như vậy là sau khi nãy giờ bị cho ra nghỉ để theo dõi trận đấu này qua sóng live stream thì bây giờ Phú Tài đã tiếp tục được tung vào sân trở lại. Điều chuyển rất hợp lý, Huỳnh Cát Ly. Huỳnh Cát Ly bóng tiếp tục đi trên công dọc sau pha ra chân của Huỳnh Cát Ly. Vẫn còn Phú Tài. Không được rồi. Quá đáng tiếc dành cho Phú Tài. Vừa rồi thì Phú Tài đã rơi vào một thế kinh điển của bóng đá, đó là thế bánh mì kẹp thịt. Lúc này thì bản hợp đồng đắt giá nhất của Đông Nam, đó là Tùng Đen, đã được cho ra nghỉ. Đây là cơ hội Huỳnh Cát Ly. Tỷ số 0. Bóng đã đi ra ngoài. Quá đáng tiếc dành cho số 8 của Hưng Thịnh TNN. Lúc này thì Huỳnh Cát Ly cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Liên tục là những pha dứt điểm của số 8, nhưng cầu thủ này vẫn chưa thể có được bàn thắng. Cho đến thời điểm này thì Huỳnh Cát Ly xứng đáng có một bàn thắng. Tình huống phản công dành cho Đông Nam. Pha căng ngang, Phú Tài. Vẫn còn. Bóng vẫn tiếp tục. Phúc Bò. Anh Kiệt đang bị đầu vào phản phái Nam Sơn. Vậy là lúc này thì bên phía Hưng Thịnh TNN họ đã tung át chủ bài Phú Miêu ra vào sân. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu những phút còn lại của hiệp 2 thì Phú Miêu ra sẽ có thể giúp cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN có được bàn thắng hay không. Anh Kiệt sẽ tạm thời rời sân và trả bóng fair play của các cầu thủ Đông Nam. Cũng đưa ra không được. Đặt kéo Danh Rào. Tùng Đen. Tùng Đen. Ở hiệp 1 thì Tùng Đen ra sân với chiếc áo số 15, nhưng bây giờ hiệp thi đấu thứ hai thì cầu thủ này lại ra sân với chiếc áo số 20. Tùng Đen. Đường chuyền ngang chưa đến được vị trí của Phú Tài. Phú Miêu ra. Rất hợp lý. Huỳnh Cát Ly. Không được. Đúng. Nỗ lực của Huỳnh Cát Ly.
vẫn chưa thể đánh bại được Trường ấy. Quá đáng tiếc dành cho Quỳnh Cát Ly. Bóng bụi. Anh Hầu. Vũ Miêu ra. Cầm được bóng lại về chân của các cầu thủ Đông Nam. Vũ Inox. Bóng đi ra ngoài, bóng vẫn chưa đến được vị trí của Phú Tài. Bên phía các cầu thủ đỏ họ tiếp tục có sự thay đổi người. Khoảng cách còn lại là 3 bàn. Quá đáng tiếc. Đây là phản bội. Vẫn còn rất hợp lý. Phú Tài và dứt điểm không thể cản phá, tỷ số là 9-5. Khoảng cách được thiết lập tiếp tục là 4 bàn dành cho các cầu thủ Đông Nam. Và thời gian của hiệp thi đấu thứ hai cũng không còn nhiều. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ đỏ. Họ đã có rất nhiều cơ hội. Vũ Miêu ra. Tùng Bét lúc này đã được đẩy lên đá cao hơn. Phúc Bò. Và cắn ngang. Vẫn còn. Tỷ số được tạm thời rút ngắn xuống còn 6-9 dành cho các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Và làm bàn là của đội trưởng qua số 10 Vũ Miêu ra. Một pha xử lý đi vào lòng đất của Trương ấy đã tạo điều kiện để cho cầu thủ trẻ bên phía Hưng Thịnh TNN ghi bàn. Có vẻ ai đó đã ở bên ngoài giật sợi dây nhìn cho Trương ấy. Tỷ số được tạm thời rút ngắn xuống còn 6-9 và trận đấu cũng đã không được, bóng đi vào xa. À, đúng lúc này thì trọng tài Trương Quốc Dũng đã coi kết thúc trận đấu giao hữu giữa Hưng Thịnh TNN và Đông Nam FC. Kết quả chung cuộc, các cầu thủ Đông Nam họ đã giành chiến thắng với tỷ số là 9-6 trước các cầu thủ Hưng Thịnh TNN. Và trận đấu cũng đã chính thức nổ tài sau pha kiến tạo của Trương ấy dành cho tiền đạo đối phương. Trận đấu rất hay với một cơn mưa bàn thắng được ghi. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Ekip của Bóng Đá Phủ Miền Tây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.